chào tất cả mọi người, mình là Irene đến từ Coi 68. Và trước khi vào video ngày hôm nay thì Irene xin gửi lời cảm ơn tới nhà tài trợ của video, đó chính là Bitfinex. Bitfinex là sàn giao dịch uy tín với hơn 10 năm trụ vững trong top 10 sàn giao dịch thị trường tiền mã hóa hàng đầu. Hiện nay thì Bitfinex đã cho ra mắt và đang đẩy mạnh sản phẩm mang tên là Kit.io. Kit thì là một nền tảng video ngang hàng và có thể xem như là kẻ thay thế cho Zoom hay là WhatsApp ở trong thế giới DeFi, được phát triển bởi Tether, Bitfinex và Hypercore. Khi sử dụng nền tảng này thì người dùng sẽ được kết nối và tương tác trực tiếp với nhau, không thông qua trung gian, máy chủ hay là bất kỳ bên thứ ba nào. Điều này thì sẽ giúp làm giảm độ trễ và đặc biệt là mang lại độ tin cậy cũng như là bảo mật tối đa cho người dùng. Đồng thời thì ứng dụng cũng sử dụng kết nối ngang hàng, vì vậy sẽ đem lại chất lượng hình ảnh tuyệt đối cho người dùng. Kit thì sẽ cho phép bạn chia sẻ các tập tin mà không cần phải mất thời gian tải lên và đặc biệt là không phải giới hạn dung lượng. Và đồng thời là tích hợp thanh toán qua BTC và USDT cho hoạt động thanh toán trên nền tảng. Chúc anh em may mắn và anh em lưu ý đây sẽ không phải lời khuyên đầu tư. Anh em hãy luôn sáng suốt trong mỗi quyết định số tiền của bản thân. Mọi thông tin chi tiết về Kit và Bitfinex thì Irene sẽ để đường link ở phía bên dưới cho anh em tham khảo thêm nhé. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng bắt đầu vào video thôi. Xin chào tất cả các anh em, mình là Irene đến từ Coi68. Với những anh em đã skin in the game trong thị trường crypto một khoảng thời gian thì đều nhớ là vào khoảng thời gian này và một năm về trước thì thị trường crypto đã chứng kiến một sự kiện gây ra rúng động cực kỳ lớn, đó chính là sự sụp đổ của Luna UST. Cụ thể hơn là vào ngày 8 tháng 5 năm 2022 thì giá của đồng Terra hay là Luna thì đã bắt đầu giảm mạnh, kéo theo đó là stablecoin UST depeg lần một. Đây thì chính là ngọn nguồn của tất cả. Trong video ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng xem là sau một năm nhìn lại thì còn gì sau sự sụp đổ của Luna UST nhé. Thị trường tiền mã hóa thì đã chứng kiến được nhiều thời khắc big bang trong lịch sử 13 năm tồn tại của mình. Thế nhưng sự kiện UST depeg thì chính là một thời khắc big crash, mở ra một giai đoạn vô cùng tồi tệ của crypto. Một năm đã qua, nỗi đau nào thì cũng đã nguôi ngoai và đêm đen nào thì cũng đã ló ánh rạng đông. Thôi thì hôm nay chúng ta hãy cùng nhìn lại thời khắc lịch sử đánh dấu một trang mới của thị trường tiền mã hóa nhé. Cuộc khủng hoảng Luna và UST thì chỉ diễn ra trong đúng một tuần, từ ngày 8 tháng 5 đến ngày 14 tháng 5 năm 2022, nhưng nó đã quét đi hết biết bao nhiêu tỷ đô la của thị trường crypto. Tầm ảnh hưởng của cú sụp đổ này thì là vô cùng kinh hoàng, ảnh hưởng không chỉ riêng lên tiền mã hóa mà còn lan đến cả tài chính truyền thống. Vào ngày 5 tháng 5 năm 2022 thì Luna Foundation Guard hay là LFG thì đã mua thêm 1,5 tỷ đô Bitcoin để nâng bảo chứng cho UST lên gần 3,5 tỷ đô. Sau đó thì đến ngày 8 tháng 5 năm 2022 thì giá của Luna bắt đầu giảm mạnh, stablecoin UST depeg lần đầu tiên và Trump Crypto thì thu mua lượng lớn UST để trợ giá. Sau đó chỉ một ngày là vào ngày 9 tháng 5 thì LFG đã phải bán 750 triệu đô Bitcoin để ổn định giá cho UST và Luna. Vào ngày 10 tháng 5 năm 2022 thì UST depeg lần thứ 2, tình hình bắt đầu chuyển biến cực kỳ xấu và LFG thì đã phải chuyển toàn bộ 1,2 tỷ đô Bitcoin còn lại lên sàn để tiếp tục cứu giá. Đến sáng ngày 11 tháng 5 năm 2022 thì UST depeg lần thứ 3, Luna giảm về 13 đô. Đến tối cùng ngày thì UST depeg lần thứ 4 và giá của Luna đã chia 19 lần so với buổi sáng, giảm về chỉ còn 0.68 đô. Dogecoin lúc này thì thông báo là phát hành thêm Luna để mua UST. Vào ngày 12 tháng 5 năm 2022 thì Terraform Labs tiếp tục công bố kế hoạch đốt 1,3 tỷ UST để cứu giá stablecoin. Ngày 13 tháng 5 năm 2022 thì vì phát hành thêm token cho nên là nguồn cung của Luna tăng từ 400 triệu lên 6,9 nghìn tỷ trong vòng 72 giờ, giá thì đã vô phương cứu chữa và UST thì depeg lần thứ 5. Ngoài ra thì blockchain Terra cũng phải dừng hoạt động tận 2 lần vì sợ bị tấn công. Cho đến ngày 15 tháng 5 năm 2022 thì giá của Luna và UST đã giảm đến 99% và hệ sinh thái hơn 60 tỷ đô của Luna thì đã sụp đổ và bốc hơi hoàn toàn. Anh em có thể theo dõi thêm về infographic mà Coi68 đã tổng hợp ở trên website, mình sẽ để hình ở trên màn hình cho anh em. Tiếp theo thì chúng ta hãy cùng xem là Dogecoin đã làm những gì để cứu vớt thất bại của Terra 1.0.
Câu trả lời đó chính là Terra 2.0. Mặc dù hệ sinh thái của Terra thì đã sụp đổ hoàn toàn, thế nhưng Dokuon vẫn không từ bỏ. Bình cũ rượu mới Terra 2.0 thì được ra mắt vào ngày 28 tháng 5 năm 2022, nhưng thiếu vắng đi stablecoin USD, vốn dĩ là sản phẩm nổi bật duy nhất của hệ sinh thái Terra trước đây. Kể từ đó thì trên thị trường đã có hai token, thứ nhất là Lunacy là đồng coin cũ và Luna là đồng coin mới. Khối lượng giao dịch của cả hai đồng coin này thì đều rất lớn và được niêm yết trên nhiều sàn phổ biến và có cả những cặp margin lẫn futures. Tính đến đầu năm 2023 thì Dokuon đã tính đường tái xuất với loạt dự án mới ở trên Terra 2.0. Terraform Labs thì bắt đầu đẩy mạnh các hoạt động tuyển dụng cho hơn một chục vị trí, từ lập trình viên đa nhiệm cho đến nhà phát triển hợp đồng thông minh. Và Terra 2.0 thì được định hướng để trở thành một Layer 1 Multi-Chain, tức là có thể liên kết với nhiều blockchain khác. Thế nhưng cho đến thời điểm hiện tại thì cả Layer 1 Terra hay là các dự án thuộc hệ sinh thái của nó thì đều im hơi lặng tiếng, không ghi được bất kỳ dấu ấn nào, dù đã ra mắt gần một năm kể từ ngày đầu tiên cho ra mắt Terra 2.0. Trong khi đó thì thị trường crypto đang chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của các dự án Layer 2 như là Optimism hay là Arbitrum và sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt trong phân khúc Layer 1 với cái tên cực kỳ đình đám là Base. Thế nhưng Terra 2.0 thì nằm ngoài tất cả các trend trên và không hề có những động thái update cho người dùng hay là các nhà đầu tư. Vậy giờ founder Dokuon đang ở đâu? Dokuon thì chạy trời không khỏi nắng. Sau khi tái xuất chưa được bao lâu thì Dokuon đã phải tiếp tục lặn mất tăm vì bị giới chức nhiều nước truy nã gắt gao. Người dùng, nhà đầu tư thì vẫn là đối tượng bị thiệt hại nặng nề từ vụ sụp đổ của Luna USD. Vì thế cho nên là đã có sự vào cuộc của các cơ quan chức năng từ Hàn Quốc cho đến Singapore, rồi cả Hoa Kỳ và Interpol. Và cuối cùng thì sau gần một năm đuổi bắt thì Dokuon đã bị bắt tại Montenegro khi mà cố gắng dùng hộ chiếu giả và phải đối mặt với án phạt từ 3 tháng cho đến 5 năm tù. Ngay sau đó thì Bộ Tư pháp Mỹ đã đưa ra cáo trạng hình sự buộc Dokuon tội lừa đảo. SEC thì vào tháng 2 cũng đã đệ đơn kiện CEO của Terraform Labs cáo buộc Luna và USD là một loại chứng khoán. Vậy sau tất cả thì bài học rút ra là gì? Luna và USD đã trở thành vết nhơ không thể xóa nhòa của thị trường và là lý do để giới chức nhiều nước thắt chặt pháp lý cho crypto hơn nữa. Thế nhưng thì đây cũng là bài học lớn mà cộng đồng sẽ không thể nào quên. Sự sụp đổ này thì giúp thanh lọc thị trường và làm đào thải đi những dự án thùng rỗng kêu to để đưa môi trường tiền mã hóa trong sạch và cầu tiến hơn. Vậy là vừa rồi, chúng ta đã cùng đi nhìn lại về một năm sau sự thất bại của Luna USD của founder Terraform Labs Dokuon. Anh em nghĩ sao về thất bại này và anh em có gặp những vấn đề gì sau cú thất bại của Luna USD hay không? Hãy cùng comment suy nghĩ của anh em ở phía bên dưới phần bình luận nhé. Và nếu như anh em thích video này thì đừng quên like, share và subscribe qua 68TV cũng như là nhấn vào nút chuông nho nhỏ ở phía bên dưới để ủng hộ tụi mình trong những video tới. Mình là Irene và hẹn gặp anh em trong những video sau. Bye!